Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Trương Canh Phát. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series kỹ thuật lên cơ bản cho Muay Thái. Và cái phần video đầu tiên á, mình đã học cả cách nắm và óc đối thủ và cách loan tay. Thì cái phần này mình sẽ học cách áp dụng giữa cái lực hông và lực xoay chân để kéo và đâm gối đối thủ. Ví dụ như mình chụp cái tay trái và óc của đối thủ, thì cái tay phải mình sẽ chặn ngay cái tay, cái bắp tay của đối thủ. Và khi loan, mình sẽ chặn ngay bắp tay của đối thủ. Mình sẽ dùng lực hông và kéo chân về phía tay trái mà cái tay mình đang bắt đó. Kéo và đâm. Và tương tự về phía tay phải cũng vậy. Tay phải loan, chặn bắp tay, kéo, đâm. Các bạn lưu ý nha, cái tay của mình bắt á, nó sẽ có tác dụng giữ đối thủ thôi. Lực chủ yếu là sẽ rơi vào lực hông và lực xoay chân. Kéo, đâm. Ok, mình sẽ làm lại. Loan, chặn bắp tay, kéo, đâm. Phía tay phải cũng vậy, chặn bắp tay, kéo, đâm. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.